thì bản thân em cũng không có hiền lắm. Em rất là thích cảm giác khi mà em đứng ở trên sân khấu hát và được nhảy sau 10 năm mình 5 tiếng. Thì đấy, em đã dồn hết tất cả những gì mà mình có, mình đã làm và đã dành dụng. Thì em dành hết tất cả cho EP Duyệt lần này. Nói chung là tất tay. Có vài đoạn là Yến rất là muốn kiểu mọi người hò hò hết rồi. Mọi người hò hết rồi nhưng mà Yến rất muốn kiểu đi xuống cùng mọi người ấy, nhưng mà lại nhớ ra là ơ chết rồi, còn 1-2 bài nữa, còn phải hát nữa, để giữ lại cái sức khỏe của mình ấy. Ôi trời, xong đến bài cuối thực sự là rất là mệt luôn mọi người ơi. Nói chung là em cũng đi diễn 3-4 bài cũng nhiều lần rồi, nhưng mà không hiểu sao lần này nó lại mệt, mà mệt thực sự rất là mệt luôn á. Lần này rất là mệt hả? Không, cái tâm trạng của mình thôi. Sao tôi thấy mình không khỏe lắm. Đúng rồi, tôi thấy mình vẫn còn khỏe lắm. Nhưng mà không biết là mọi người có để ý không, đó là đợt này đó, Hoàng Yến Chibi xuất hiện với một hình ảnh là chiến binh nhân mã. Thì không biết tại sao bạn lại chọn hình ảnh chiến binh nhân mã ? Thì tại vì là Hoàng Yến Chibi sinh vào ngày 8/12. Wow. Là một nhân mã gốc. Nhân mã tháng 12. Ừ, nhân mã tháng 12. Flag quá. Không, for red, không red flag các bạn. Tùy nha, tùy nhân mã. Tùy nhân mã. Đúng rồi. Thì lý do vì sao Yến lại chọn hình ảnh chiến binh nhân mã là bởi vì Yến nghĩ là một nửa người, một nửa ngựa, mình sẽ phi nhanh hơn. Mình sẽ có trí óc của con người, mình sẽ có đôi chân của con ngựa. Là thông qua cái hình ảnh đó bạn muốn cái EP này là mình sẽ bứt phá hay sao? Đúng rồi, mình sẽ vượt ra khỏi cái vùng an toàn, đến với một Hoàng Yến Chibi mới hơn, cá tính hơn, trưởng thành hơn, lạc quan hơn, yêu bản thân mình hơn như bây giờ này. Wow. Thì mình cũng thấy bạn có chia sẻ đó là trong cái dự án đợt này là bạn đã chơi tất tay. Thì không biết là cái tất tay đó là tất tay như thế nào ta? Thì Yến đã tất tay về tất cả, nói chung là về sức lực của mình nè, về ekip mọi người giúp đỡ Yến rất là nhiều. Và về... đấy. Money, money, money. Chỉ cần như thế, không cần là bất kỳ đợt này sao. Là mình tất tay hết tất cả rồi, nên là mình mong lại là cái gì ạ? Thì mình mong lại đó chính là niềm hạnh phúc của khán giả khi mà mọi người được nghe cái EP này của mình. Thì giống như Yến thấy là với cái ca khúc Sốc Nhiệt nha, vừa mới ra được khoảng tầm 7 ngày thì trong những ngày đầu tiên là có rất là nhiều ý kiến trái chiều rằng là ca khúc này là một bài hát không hợp lý. Thế nhưng mà sau khoảng tầm vài ngày nữa, là 2-3 ngày nữa thì mọi người giống như kiểu là có comment thì có đọc là sao càng nghe bài này lại càng thấy hay nhỉ, sao càng nghe bài này lại càng thấy cuốn nhỉ. Thế là Yến mới bắt đầu cảm thấy là hình như mình đang có một chút động lực để cố gắng cho cái EP lần này với cái ca khúc cuối cùng phải thành công. Thì giống như Yến nói là Yến cũng có đọc được vài comment thì thấy mọi người cũng bảo là cái hình ảnh mà Yến âm nhạc, hình ảnh âm nhạc mà Yến đang theo đuổi bây giờ không còn là Yến ngây ngô nữa. Vậy thì bây giờ là Yến gì rồi? Hả? Yến bây giờ là Yến gì rồi? Không còn là Yến ngây ngô thì là Yến gì? Thì bây giờ không ngây ngô thì mình phải sao ta? Cái gì? Sao ạ? Không ạ? Không. Dỗ quá slay. Anh Đức Anh ấy, cứ lên hay thế cơ. Thú vị và rất, cũng rất hip hop, thế nên là có kết nối với rất nhiều anh em rapper. Có rất nhiều những người em là rapper, thì cho em hỏi cho trong EP này không một câu rap nào ạ? Có. Em xin lỗi có. Không, có rap của Nam, có rap của Nam. Còn chị tự rap thì vẫn là của chị ấy mà. Không, em xin lỗi là có rap của anh B-Ray đấy. Không đâu, nhưng mà tại vì bài đấy là năm ngoái rồi. Thế là của anh B-Ray, các bạn tôi đang nhìn em mình. Em xin lỗi, cảm ơn chị, chúc mừng EP thành công ạ. Anh Yuno là mới đây, mới khoe, chưa có dám nói vậy. Vậy là đây là một lời hứa đúng không ạ? Một lời hứa cho những bài hát tiếp theo đúng không ạ? Nhớ nha mọi người, hãy ủng hộ cho em nha. Khai còn... đây, chị Oanh. Dạ. Chứ không phải là chị muốn hỏi gì em hả? Không biết đây này không? Tại vì chưa ai hỏi nên là theo bệnh nghề nghiệp cho nên là chị hỏi cho nó đỡ trống giờ mà. Dạ, xin chào tất cả mọi người ạ. Thôi để tính xa xa khán giả đi ha. Muốn hỏi Yến hai vấn đề nó nhạy cảm chút xíu để lát nữa giật tiếp cho dễ. Dạ, thứ nhất là tình, thứ hai là tiền. Tại vì cái album lần này mình thấy nó hot lắm, rất là sốc nhiệt. Rồi có tình yêu, rồi có Yến rất là slay, rất là mới. Thì thứ nhất là chị chúc mừng Yến. Nãy giờ ở dưới nhìn Yến không rời một giây nào. Bởi vì Yến quá là quyến rũ, quá là tâm huyết, quá là nóng bỏng ở trên sân khấu. Và muốn nói là rất là tự hào về em. Yến đã bỏ ra cái tổng thiệt hại là bao nhiêu để làm được cái EP này? Đó là tiền. Cái thứ hai là
mùa nóng của Sài Gòn rất là gọi là khiến mọi người dễ đồng cảm. Cảm ơn chị Oanh nha. Để xin phép lên sân khấu trả lời câu này hai. Này thì em nghĩ là phải bằng cũng kha khá mấy cái MV mà em đã từng bảo là em làm rất nhiều tiền cộng lại đấy mọi người ạ. Tại vì thực ra là 2014 là em đã có một cái kỷ niệm rất tuyệt vời cùng với Học viện Ngôi Sao. Và bây giờ là 10 năm 2024, em cũng muốn là mình có một cái kỷ niệm tuyệt vời sau 10 năm mình nam tiến. Thì đấy, em đã dồn hết tất cả những gì mà mình có, mình đã làm và đã dành dụm, thì em dành hết tất cả cho EP Diệt lần này. Nói chung là tất tay như đã nói. Còn Tình nữa bạn ơi. Còn Tình đây. Đúng rồi. Bây giờ mới bắt đầu kể một câu chuyện như này. Thì lý do vì sao mà em nghĩ cái ngày hôm nay mà em có thể đứng được ở trên sân khấu nhảy và hát một cách hay và điêu luyện như thế, thì em nghĩ chắc là do áp lực mà thành. Em có một người bạn. Tôi cũng một người bạn đó. Tức là một người rất là quan trọng trong ekip của em. Thì cái người đấy là luôn luôn rằng là, ví dụ trước lúc mà em quay MV thì sẽ nói là, nếu mà Yến mà không diễn được nhá, nếu mà không hát được, thu không hay nhá, thì thôi không quay MV nữa. Bạn thôi đúng không ạ? Bạn thôi. Bạn thôi. Ừ, vâng. Bạn thôi nhưng mà nó áp lực dữ lắm. Đấy, thế xong rồi là ví dụ là sâu cây lần này cũng thế. Hát mà không hay, nhảy mà không đẹp, mà không được 4 bài liên tiếp, mà hơi thở không đủ á, thì thôi cũng khỏi làm sâu cây luôn. Tức là tới cái giây phút mà lên đây tổng duyệt rồi ấy, là cũng vẫn nói cái câu đó. Để đó. Là có một người bạn suốt ngày đốc thúc mình. Đúng, đúng. Là phải cố gắng lên, cố đúng. Gắng lên. Nên mới tạo ra được một cái như bây giờ. Đúng. Anh khác không? Cha đẻ của bài hát. Thì là bạn có đi ra đường sao bạn thấy một anh đúng gu, sao bạn duyệt nên là ra cái EP duyệt này hả? Không, hình như là cũng thế, bởi vì thường là Yến yêu cũng không có ngu đâu. Tức là ra đứng thích anh nào đấy, mình thấy một cái khoảnh khắc rằng là anh ấy có thể trở thành yêu của mình. Thì mình từ lúc đó cho tới cái lúc mà anh trở thành yêu của mình tìm đủ mọi cách để cho anh trở thành yêu của mình đó. Hay quá. Tôi là vậy đó. Hay quá. Tôi là nhân mã vậy đó. Nhân mã. Nhân mã không red flag nha. Mình có red flag không chị? Ai có to thế? Có ai thấy nhân mã này red flag không ạ? Có. Rồi. Ôi đâu ai mà hôn có to thế, chắc là người cũ rồi. Chỉ có một câu hỏi ở đây thì nhiều người cản lắm, nhưng mà thôi để mình có gái mình dịp biết đi ha. Thì câu hỏi đầu tiên là em nghĩ như thế nào khi mà các bài hát của mình luôn luôn gây tranh cãi về mặt ca từ? Rồi dạ. câu hỏi thứ hai luôn nha. Câu hỏi thứ hai là Yến có một cái xuất phát điểm khá là thuận lợi, kể cả âm nhạc lẫn điện ảnh, nhưng mà nhìn lại cho tới bây giờ cùng với lại một số những bạn bè cùng thời của mình, hoặc là kể cả cùng Học viện Ngôi Sao chẳng hạn, thì mọi người đang chạy rất là nhanh rồi, nhưng mà Yến thì nhân mã nhưng mà thấy đi từ từ quá. Thì Yến thấy như thế nào về cái chặng đường vừa rồi của mình? Dạ, em cảm ơn chị. Thì câu hỏi đầu tiên thì đúng, em thực sự là đã ghi nhận rất là nhiều những cái comment từ ca khúc Ừ Em Xin Lỗi cho đến ca khúc Sốc Nhiệt. Thế nhưng mà đối với riêng bản thân em ấy, thì em nghĩ là chắc là do em đã hát quá nhiều những thể loại nhạc pop ballad. Mọi người đã nghe quen cái kiểu giọng em là hát và giống như là đi vào lòng người ấy, thì em thực sự rất là vui với cái điều đó. Nhưng mà em vẫn muốn là mình sẽ có một cái gì đó khác biệt hơn, đặc biệt hơn. Và thực ra thì bản thân em cũng không có hiền lắm. Thực ra là tới bây giờ thôi, chứ còn hồi xưa thì em cũng hiền nha. Thì... Thì về phần ca từ gây tranh cãi thì em thấy là, đối với em thì em thấy những cái lời bài hát giống như là kiểu thủ thỉ thôi ạ, chứ cũng không có gì tranh cãi lắm. Cao to thơm tho xinh tươi, nên nhìn anh thì cô hút duyệt. Đấy, tức là em nhìn một cái là em muốn nói đến cái cảm xúc của em khi em nhìn thấy người ta. Và tức là từng cái lời hát thì em với anh Hưng cũng mong muốn là làm sao để mà nó giống với cái đời thường nhất. Đó lý do vì sao mà mọi người lại nghĩ là ca từ nó hơi tranh cãi một chút xíu, và có thể là mọi người nghĩ là nó không có được những cái ẩn ý sâu sắc. Đó là câu trả lời đầu tiên ạ. Còn câu thứ hai. Câu thứ hai là so với bạn bè đồng trang lứa từ xưa của mình, đó là mình tại sao bây giờ mình đi hơi chậm chậm. À, mọi người đi nhanh tại sao đi chậm? Thì trước giờ Yến cũng vẫn hay trả lời phỏng vấn rằng là Yến là một con người đi rất chậm, nhưng mà chắc tới bây giờ thì chắc cũng chắc lắm rồi đấy. First EP đầu tiên được ra mắt sau 15 năm tiến thì chắc cũng chắc lắm rồi. Chắc quá rồi. Và
Thực ra là em cũng đã tìm rất là nhiều những cái khoảnh khắc những cái khoảnh khắc mà em muốn ra mắt cái sản phẩm của mình lúc đó rồi, nhưng mà có thể thấy là lúc đấy nó không có phù hợp bằng hiện tại. Thế cho nên là cái giây phút này khi mà gần 30 tuổi rồi, Hoàng Yến TV mới bắt đầu ra first EP đầu tiên của mình. Thế nhưng mà mong là khi mọi người nghe xong thì mọi người cũng có thể thấy được cái hình ảnh mà Hoàng Yến TV mong muốn mang đến, là một cô gái mạnh mẽ, cá tính, yêu bản thân và luôn luôn lạc quan với tất cả những điều mà mình đã chọn. Yến TV bây giờ là hết ngây ngô rồi. Anh là phải biết em tới 11, 12 năm chứ. Hết ngây ngô rồi thì nhìn là chặng đường của em á, ở hiện tại cái điều gì mà Yến TV của bây giờ muốn làm nhất so với khoảng thời gian trước đây em chưa làm được và bây giờ em muốn làm nhất, đó là câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ hai thì anh muốn hỏi là hiện tại so với thị trường Việt Nam á, trong thời điểm này thì anh thấy cái trend là các nghệ sĩ đi diễn ở các sân khấu để thể hiện cái giọng hát vocalist của mình rất nhiều. Yến thì chỉ tập trung cho EP sắp tới, thì hiện tại sắp thời gian tới em có muốn phát triển hình ảnh hay không, một nữ nghệ sĩ phát triển mạnh ở vocalist hay không? Dạ em cảm ơn anh. Thì ý là sau 10 năm thì cái điều mà Hoàng Yến TV ngay hiện tại muốn làm nhất thì em đã làm được rồi. Đây, first EP đầu tiên của em thực sự là nó là một cái hành trình rất là dài luôn. Nó là tận 4 năm trời cùng với 4 bài hát của anh Khắc Hưng. Em đã đợi rất là lâu để có thể có được 4 bài hát này. Và ý là không chỉ là công sức của em đâu, mà là công sức của rất là nhiều người, chị quản lý của em, ekip của em nữa. Nói chung là tất cả mọi người, em là thực sự là để mà có thể làm nên nguyên một cái EP này nha, thì tính ra chính là mấy cái tiền mà để em chi trả ấy. Nói chung là em thấy, nói chung là từ lúc mà em bắt đầu làm nghề tới giờ luôn, là tất cả những cái tiền mà gọi là để em chi trả cho MV á, mà nói là nhiều tiền á, thì cũng chỉ là tiền kiểu để trả cho máy móc rồi thiết bị điện các thứ thôi. Chứ còn thực ra những người, tất cả những người đang đứng ở đây để làm cho em cái EP này ngày hôm nay á, mọi người lấy cũng không được bao nhiêu hết, thật sự là như thế bạn. Nhân đây em rất là muốn cảm ơn tất cả các anh chị em, tất cả những người đã cùng em ngày hôm nay để có thể làm nên được một cái show cây này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. À đúng rồi, thì thực ra em thấy bản thân em mạnh về phần trình diễn hơn. Tức là mình vừa hát mà mình phải vừa trình diễn. Em rất là thích cảm giác khi mà em đứng ở trên sân khấu hát và được nhảy, và mọi người ở dưới hòa cùng với cả không khí của em lúc nãy khi mà em đứng ở trên này á. Mọi người ở dưới nhảy theo và mọi người ở dưới hát theo, thực sự em rất là vui luôn. Và đấy là những cái mà em mong muốn cho cái cuộc sống của em ngay bây giờ, hoặc những chi tiết mong muốn ngay bây giờ. Thì về phần vocalist thì em nghĩ là mình cũng vẫn phải trau dồi nhiều hơn, để tại vì đi hát mà nhảy thì tất nhiên là cũng sẽ mệt rồi, mà hát live mà nhảy nữa. Giống như lúc nãy mọi người nghe thì em đã tập khá là lâu á, chắc cũng phải, nếu mà để tính ra cái khoảng thời gian mà tập liên tiếp chắc cũng phải gần 2 tháng để cho 4 bài ngày hôm nay.